chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Mobile Games. Với những huấn luyện viên đam mê lối đá tấn công, đè đối phương theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, thì chiến thuật 3-5-2 thể chuyển từ 2CMF sang 2AMF sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Chiến thuật này có rất nhiều biến thể, tuy nhiên để cân bằng giữa tấn công và phòng ngự hơn, thì mình đã lựa chọn chiến thuật của huấn luyện viên Fiorentina Giuseppe Iacchini, hay chiến thuật của Neil Lennon, huấn luyện viên của Celtic, cũng có cách sắp xếp đội hình tương tự. Với chiến thuật này, bạn có thể tấn công từ mọi hướng. Lối đá hoa mỹ sẽ được phát huy hết tác dụng. Bạn sẽ có 5 tiền vệ ở vị trí nằm ngang. Và trong game thì đối phương sẽ chỉ nhìn thôi cũng thấy khó có cơ hội thi triển bóng ngắn với số đông hàng tiền vệ này. Với chiến thuật possession game, các cầu thủ sẽ chạy chỗ để đón đường chuyền dễ hơn khi bạn cướp lại được bóng từ đối phương. Với chiến thuật này thì đa phần sẽ là phối hợp bóng ngắn, thích hợp với những huấn luyện viên đá ban bật tốc độ cao. Cầu thủ di chuyển rộng nhưng vẫn giữ vị trí. Lối đá phòng ngự frontline pressure, phòng ngự tầm cao, giúp bạn chặn đứng những pha phối hợp bóng ngắn giữa sân nhà của đội bạn. Pressing aggressive sẽ giúp cho hậu vệ của bạn chơi kiểu lấy thì đè người, đúng kiểu lối chơi kiểm soát trận đấu của ông lớn. Về mặt nhân sự, đầu tiên sẽ là vị trí thủ môn. Vì chỉ có 3 hậu vệ, bạn sẽ cần một thủ môn đá style offensive goalkeeper để lao ra cản phá thật nhanh, không cho đội bạn chọc khe chảy nước. Những cầu thủ điển hình như là tài năng trẻ Donnarumma, Park Newton hay là Manuel Neuer cũng như là Alisson. Tuyến hậu vệ thực sự rất là quan trọng trong chiến thuật này. Với 2 CB ở hai bên, hãy chọn những ông to cao tầm 1m90 trở lên, style build up để truyền vượt tuyến, có tốc độ tốt để cover cả cánh đó, có skill man marking và interception, tốc độ và chỉ số đánh đầu cần phải trên 85. Những ví dụ điển hình sẽ là Varane, Van Dijk. Ở vị trí CB chính giữa, không cần những hậu vệ quá cao nhưng khả năng đánh chặn, phán đoán tình huống sẽ cần bàn đến để giúp bạn chặn những pha bóng chọc khe của đối phương. Bạn có thể đá style build up hoặc là Anchorman. Tốc độ cần trên 85. Các chỉ số phòng ngự cần ở đầu 9. Chiều cao có thể từ 1m80 cho đến 1m90. Những cái skill kèm người và đánh chặn thì cũng rất là quan trọng. Vua Beckenbauer sẽ là hoàn hảo ở vị trí này. Nếu không thì những De Ligt, Sergio Ramos cũng sẽ là quá ổn. Vị trí DMF sẽ đá hơi cao một chút ở sơ đồ này, nhưng bạn hãy lưu ý cho ông nào có khả năng càn quét tuyến dưới cũng như hay lui về phòng ngự được. Style cần có sẽ là Destroyer, Anchorman. Chiều cao cũng cần trên 1m85 để chống bóng bổng và hiệu quả hơn khi phòng ngự. Chỉ số chuyền ngắn cao một chút sẽ là lợi thế hơn khi thi triển bóng từ sân nhà. Stamina cao sẽ giúp cho việc lên xuống tấn công phòng ngự nhịp nhàng hơn. Và không ai khác chính là những Patrick Vieira. Ngoài ra chúng ta cũng có những tiền vệ trụ khác rất là hay như là Emmanuel Petit hay là tài năng trẻ Declan Rice của West Ham. Với hai vị trí CMF có thể chuyển sang 2AMF, tùy vào trận đấu để sắp xếp hợp lý hơn. Nếu như bạn đã có bàn thắng và muốn đá chắc hơn, hãy giữ nguyên 2CMF đó, nhưng vẫn đang ham muốn tấn công thì 2AMF sẽ tạo cho bạn vô số cơ hội. Nếu cả hai đều có style là Creative Maker, sẽ là bộ đôi quá tuyệt vời cho việc kiến tạo, luân chuyển nhịp nhàng giữa cánh và trung lộ. Hai chỉ số truyền chắc chắn phải là trên 85, truyền ngắn hay là chọc khe bổng, cánh ngọt như mía lùi, đá nó mới phê được. Skill quan trọng là through passing, chọc khe. Way to pass là đường truyền vừa tầm hướng di chuyển của đồng đội. Những cầu thủ có thể chuyển đổi mà không thọt nhiều chỉ số giữa CMF và AMF sẽ là những Kevin De Bruyne, Luka Modric, Christian Eriksen, Ruud Gullit hay là bản Iconic của Iniesta. Vị trí hai tiền vệ cánh sẽ là những cầu thủ to cao một chút, có tốc độ nhanh, có thể lui về phòng ngự khi cần, có khả năng phối hợp với tiền vệ ở trong để tạo sự đột biến và tạt cong như thuốc cao độ vậy. Style yêu cầu có thể là Crossing Specialist hoặc là Roaming Flank, thì tùy vào lối chơi của bạn. Chỉ số tốc độ bứt tốc cần ở đầu 9. Dây dắt đầu 9 nữa thì rất là tuyệt vời. Với những cái skill như là Beam Boy Crossing, truyền có điểm rơi. Và thực tế thì nếu bạn muốn đá chắc hơn một chút, có thể để LB hay là RB đá ở hai cái vị trí cánh này. Vị trí LMF với những cầu thủ như là Perisic, David Alaba, Marcelo
Với cánh bên kia, DMF sẽ là những David Beckham bản iconic, Juan Cuadrado hay là Daniel Carvajal. Với hai vị trí tiền đạo phía trên, sơ đồ cơ bản của bạn có thể đá một SS và một CF. CF ở sơ đồ này cần tốc độ nhanh một chút, dứt điểm ngọt, có style là goal poacher để vượt qua hậu vệ dễ dàng. Chỉ số sẽ rất ngon thì vượt qua hậu vệ quá là easy luôn. Những cầu thủ nổi bật là Rummenigge, Kylian Mbappe, Aguero hay là Martinelli, tài năng trẻ của Arsenal cũng rất là hay. Vị trí SS cũng có rất nhiều sự lựa chọn với yêu cầu là đá style hole player để tìm khoảng trống trong vòng cấm địa dễ hơn. Chỉ số truyền trọt, dê dắt, tốc độ cũng là yếu tố quan trọng. Chưa kể dê ảo một tí thì mắc phê. Những cầu thủ nổi bật sẽ là thánh Johan Cruyff, Griezmann, Depay hay là Rodrigo của Real Madrid cũng khá là ảo đấy. Nhìn chung với sơ đồ này thì ưu điểm sẽ là phối hợp bóng ngắn với các cầu thủ di chuyển tìm khoảng trống. Độ chính xác trong các đường truyền cũng rất là cao. Lối đá áp đảo tấn công đa dạng cả cánh, trung lộ, gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương. Và nó sẽ rất là phù hợp với các huấn luyện viên ưa thích lối đá kiểm soát bóng tầm cao. Nhược điểm có lẽ vẫn là hàng phòng ngự với số lượng ít hậu vệ. Dễ dính những cái pha chọc khe nếu như các hậu vệ bị sờ lưng. Sẽ gặp bất lợi về lối đá sút xa của team đối phương. Nhưng nếu các tiền vệ kịp thời phải bọc lót có lẽ sẽ không phải vấn đề quá lớn. Theo cá nhân thì mình nghĩ chiến thuật này sẽ áp chế được 4-2-2-2, 4-4-2 vì có số lượng lớn các tiền vệ ở tuyến giữa và có khả năng bị áp chế ngược bởi những cái chiến thuật như là 4-3-3 và 4-1-2-3. Và đó là những chia sẻ về chiến thuật 3-5-2 của huấn luyện viên Fiorentina Giuseppe Iacchini. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn chiến thuật phù hợp nhất. Peace. Feeling about this.